Đây thì nó có sản phẩm diêm thái đó, thì để mình phòng ngừa cái đường ruột. Còn gồ du tunet này á là nó đặc trị về phân trắng. Nhưng mà gần đây thì cụ lô dung cái dịch bệnh phân trắng này nó dữ lắm, cái dịch này nó rất là nhiều ở cụ lô dung, nhưng mà chú tư cũng phải ngừa. Thì bây giờ thì nó chưa có, mình sử dụng rồi bây giờ thì mình thấy trong ao mình chưa có cái tình trạng phân trắng, nhưng mà chú tư cũng vẫn tiếp tục ngừa để làm sao mà giữ được cái đường ruột cho nó chắc chắn. Thằng này thì chỉ ngừa cho đường ruột, mà thằng này là chú cũng phải sử dụng thường xuyên để mà ngừa phân trắng. Thường thường như một ngày 3 cữ ăn thì chú phải có 1 cữ về hai này phối hợp lại, chứ không phải mà để tới phân trắng mới chị mới sử dụng thằng này được. Ở đây là chú ngừa, thằng này là cho cái đường ruột nó tốt, và thằng này để mình ngừa đặc trị phân trắng luôn. Mà nếu có phân trắng thì thằng này chị cũng vẫn được, nhưng mà tốt nhất bà con mình nên ngừa đi, đừng có để cái phân trắng nó có rồi thì nó uổng lắm. Dù mình hết thì chị hết đi nữa thì nó cũng nhũng nhẵn trong con tôm mình thời gian 5-3 ngày điều trị. Cho nên đây là chú tư mỗi ngày luôn, à, cứ một phải có 1 cữ đường ruột như thế này. Đây là ngừa đường ruột, còn này là ngừa phân trắng. Ở đây thì chú tư 11 ao này bây giờ giai đoạn 60 ngày nhưng mà chưa có tình trạng này, tại vì chú tư đã phòng ngừa trước hết rồi. Sử dụng hai cái sản phẩm này nó đi đôi. AEC chất lượng tạo niềm tin.